Các bạn nha, mình sẽ khui cái cốc sạc rất là thông minh Oco ha, C15 sạc 3.3 luôn. Nó có đèn LED nè, rồi nó báo cái mức sạc. Mình test thử coi, rồi nó báo từng cái loại điện thoại nó âm ba nó như thế nào, để coi nó có biết có hiển thị số volt không biết. Rồi mình sẽ test iPhone ha, Android. Mình test hai cái thử coi như thế nào ha. Cũng lâu rồi các bạn nha, mấy cái này là mình khui hàng là trễ không á, chứ mấy sản phẩm này mua là hôm nay là bây giờ mới có cái dịp để mà mình test nè. Nói chung là mấy cái này nó không lỗi thời nên sớm muộn gì khui cũng không thành vấn đề. Ba chấm các bạn ha. Đây, nó có báo báo mức sạc các bạn. Ghi số 5 chắc cái đó là 5V. Đây, cái thông tin ha. Rồi. Cái thông tin mà chúng ta cần để nắm nè. Một output USB 1 2 3 5V. Ra là 2.4A. 5V mát đó là tổng là mát là 3A bạn ha. Có nghĩa là sạc hai cái điện thoại cộng cái số ampe lại mà dưới 3A là nó sạc chuẩn các bạn nha. Ví dụ một cái Android như là một cái iPhone là ok. Rồi mình vui thôi. Cái nắp bên trên đây. Wow, cái này hơi căng nha. Gỡ sao đây? Các bạn biết tại sao mình nhớ kỹ không? Cái này mà mình mua không phải mình dùng nên mình cần phải gỡ kỹ là gì các bạn. Mình chủ yếu là mình test. Cái này mà hàng này mình để chia sẻ mọi người thôi. Mà này đúng là hàng mình mua các bạn ha, không phải là mình giới thiệu quảng cáo giùm đâu. Cái này là hàng mình mua hết á. Thì như mình cũng nói với các bạn rồi ha, những cái hàng mình mua cái lượt xem video nó không đủ, nó bằng cái của hàng mình mua nữa. Chủ yếu là cái sở thích chia sẻ với các bạn chơi cho vui vậy thôi, chứ không biết bao giờ cái lượt xem mới bằng được cái số tiền mình thu vào bằng một cái món hàng của mình. Nhưng mà mình không có ý định bán kênh đâu các bạn nha. Bạn nào mà có nhu cầu cần ấy hỏi mình rồi cũng nên dành thời gian tìm cái kênh khác phù hợp đi ha. Mình không có bán cái kênh mình đâu. Mình chủ yếu chia sẻ những cái điều hay đến mọi người thôi, không cần tiền bạc gì quay lại với mình, không cần. Cũng không có bao nhiêu tiền đâu. Rồi bây giờ nó có ba cổng. Giờ mình test thử cổng các bạn ha. Giờ mình cắm vô cái sao cắm ta. Rồi, các bạn chờ mình xíu nha. Phải căng cái vụ này nè. Rồi. Giờ có cái ổ điện rồi các bạn ha. Giờ mình cắm vô thôi ha. Rồi. Đây. Chắc ăn thì mình đè cho nó sát sát xíu các bạn ha. Rồi. Nó hiển thị 5V. Giờ mình cắm thử một cái sợi dây vô nha, dây cáp vô. Rồi để mình coi coi cái hơi gắt các bạn ha, mới hơi gắt. Rồi giờ mình cắm vô cái Android này đi ha, coi coi nó báo bao nhiêu ampe, báo bao nhiêu ampe đây, đúng chưa nè. Rồi. Rồi, ok, sạc các bạn nha. Rồi, sạc nè. Đấy, 5 5 mấy các bạn ha. Đấy. 1 ampe.
ra là 1 ampere. À, 5.2 mấy volt 1 ampere các bạn nha. Đấy, sao hết thấy rồi. Còn sạc không? Còn các bạn nha. Ui, hết sạc rồi. Đây, sạc nè. Đây. 500 mấy volt. Đây. Nó mấy volt 1 ampere. Sao nó không hiển thị nữa ta? Sao nó không báo mức mức pin ha? Sao nó không báo là cái dấu xét ha? Cái này không báo dấu xét. Để mình thử cái Android mình coi nha. Mình thử cái Android mình đây. Giờ mình thử cái box sạc của mình luôn nè. Giờ mình tháo cái này ra đi. Ây da, căng quá. Rồi, mình hồi nãy có cái này, có cái gap type C, type C mà mình quên thử, mình quên test thử cái bóc sạc mình đó mà nó đang eo ra các bạn ha, 52% nè. Giờ mình sạc nha ha. À, nó báo in nữa các bạn nha. Ồ, báo in. À, nó cái này nó chỉ một một cái nguồn điện vô các bạn ha. Bây giờ ví dụ mình đang xả nè, đang xả ra cái sạc cái điện thoại nè, khi mà nó có nguồn điện vô nạp vô là nó không có xả vừa nạp. Là 1.6 ampere, 1.6 ampere, đây có mấy volt, 1.6 mấy ampere mà không thấy báo bao nhiêu volt ha. Báo bao nhiêu volt đây. Wow, vậy là nó có vừa. Bây giờ mình rút cái này ra đi. Đây. Thì nó vừa sạc, vừa nạp, vừa xả thì nó không tốt cho pin. Đây. Này sao báo không có báo số volt ha. 1.6, 1.6 ampere. Mình rút ra đây nè. Đây, cảm ơn ạ. 5 5 V mấy, 1.2, 5 V mấy, 1.2, 1.2 ampere, đã lên 1.6 nhưng 1.2 mình lên nè các bạn, ampere tăng lên nè ha. Thì cái nguồn ra thì 5 V đó bạn nha. Cái ampere hồi nãy 1.6 nhưng 1.3 nó có chênh lệch xíu. Rồi bây giờ mình test thử qua cái AirPods đó mọi người ha. Rồi, rút ra đi. Wow, mấy cái này rút căng ạ. À. Đây, bây giờ mình sẽ test qua cái AirPods này nè. Mình đổi đầu test AirPods này nè. Rồi, cái AirPods đấy rồi. Rồi, bây giờ mình test cái AirPods ha. Còn các bạn nha. Nhà pin đen rồi ha, chưa có sạc nè. Rồi, báo đang sạc các bạn ha. Airphone này có 1 ampere các bạn nha. Các bạn thấy không, báo có 1 ampere thôi. Bởi vì chúng ta dùng cái nguồn sạc cho iPhone chúng ta dùng thấp thôi. Ở chừng 1.5 trở lại thôi ha. 5 V 1 ampere. Rút ra nè. Rồi, đó bây giờ sạc nè. Đấy, 5 V 1 ampere rồi ha. Rồi, ok. Đó, chúng ta biết được cái điện áp, chúng ta dùng cái cục sạc, cái góc sạc cho nó hợp lý, đừng có hại pin đúng không ha. Hại pin, hại điện thoại. Có nhiều bạn sạc mà điện thoại Trung Quốc này kia, cái nổ này kia. Chúng ta sạc cái nguồn điện, điện áp nó cao quá. Hoặc nó không đủ sạc thì sạc rất là lâu, cái điện áp không đủ các bạn. Dù cái này điện áp cần là 1 ampere mà các bạn lấy cái góc sạc chỉ số ampere nó có 0.5 thì chúng ta sạc gấp đôi thời gian nha, sạc rất là lâu.
Đó. Rồi cũng ta sạc 1 ampere, chúng ta cũng không nên lấy cái cốc 2.1 ampere. 2 ampere đó chúng ta sạc cho nó nhanh đó, nó hao pin mà nó nguy hiểm nữa. Rồi đây mình lấy xong hai cái thì mình test thử cái Android này coi. Dùng thử cái Android này coi. Giờ mình cắm thêm cái cáp cho Android này vô mình sạc coi nó báo bao nhiêu nha. Đang sạc rồi các bạn ha. 5V 0.45A hả? À, các bạn thấy không? Là mình cắm hai sợi dây. Cái dây này nó báo cái điện ra nè, là nó cũng rút nó báo đèn của cái cốc sạc này các bạn. Nó cũng rút cái nguồn điện luôn ha. Mặc dù nó chưa có thiết bị nào mà nó cắm vào mà nó cũng vẫn báo chia chia cái ampere ra nè ha. Giờ mình rút ra thử coi ampere nó có tăng lên không nha. Gắt quá. Mình rút ra hy vọng là ampere nó sẽ tăng lên. Ampere không tăng các bạn nha. Ampere không tăng thì giờ mình rút luôn, mình rút hết mình cắm lại coi. Hay là tại ngay cái vị trí này là nó dành cho 0.5 ampere. Giờ mình thử ha, đổi nha. Đổi nè. Đổi cái mức cuối nè. Ampere nó có lên không? Mức cuối này là trên 1 ampere rồi ha. 1 ampere, hơn 1 ampere nè. Đấy. Đấy, 1.2 ampere. Rồi. Giờ mình nên cắm lại cái mức giữa coi nó có dẫn báo gì không nha. Wow. Vậy là vẫn báo 1.2 ampere, có nghĩa là khi mà chúng ta dùng cái cổng sạc cắm vô một thiết bị khác rồi bắt đầu nó bị chia cái ampere ra các bạn ha. Nó bị chia cái ampere ra thì nó sạc rất là lâu. Đó, ví dụ bây giờ 1.2 ampere chúng ta cắm thêm cái khác thì nó còn không chấm mấy à. Nó còn không chấm mấy thì nó sạc khá là lâu ha. Đây. Cái này thì không biết là hiện tại giờ nó vô nhiêu. Giờ nó ưu tiên cái hiện tại nó ưu tiên là nó còn 1.2 ampere nè. Vậy là thiết bị sau nó sẽ bị chia. Có nghĩa là cái cổng cáp này nó sẽ bị chia. Cái cổng cáp này nó cắm vô đâu mình không biết, nhưng mà nó cái khi mà cắm cái lần hai cắm sau cùng là cái chỉ số ampere nó sẽ bị chia, còn cái đầu tiên thì nó không chia. Bây giờ cắm thử lại cái này nè. Rút ra cắm lại coi nó chia ra không phải mấy ampere không nha. Chia ra không phải mấy chứng tỏ là cái khó hiểu ta. Tưởng nó bị chia mà cuối cùng nó lại không chia. Khó hiểu nha. Vậy đó nãy nó hiện sao? Chưa chưa hiểu được cái nguyên lý hoạt động của con này luôn á. Nói chung nó ghi 3 ampere là trung bình mỗi mỗi cái là nó phải là 1 ampere ha. Hay là phải cắm vô một cái rồi nó mới chia ra ta. Thử à. Thử cái nữa à. Vậy khi mà nó nạp vô rồi thì nó mới chia sao ha. Vậy mình thử coi. Thử giống ban đầu coi. Rồi nó chia khi mà nó nạp vô rồi. Đây. 2 chấm mấy ampere. À, là nó ghi tổng. Tổng các bạn nha. Tổng cái hai cái thiết bị, tổng hai thiết bị đang sử dụng, hai thiết bị đang sạc là 2 chấm mấy ampere, nó ghi tổng nè, ghi con số tổng. Mình cắm thêm một cái nữa ha. Rồi, các bạn chờ xíu mình cắm thêm một sợi cáp nữa. Đây mình cắm thêm một sợi cáp nữa coi nó lên 3 chấm luôn nha. Rồi mình cắm thêm cái Android này nữa nè. Rồi lên 2.6 các bạn nha. Tổng thiết ba thiết bị đang sạc nè. 1 2 nè. Lên 3.2 luôn các bạn, nó nhảy lên 3.2 luôn cả ha.
lên mát luôn á. Cái này đang sạc nè bạn nha. Đó, hai cái đang sạc nè. Cái này cũng đang sạc nè. Đấy. Lên 3.3, 3.2 luôn kìa. Đây. Đây, lên được 3 chấm mấy luôn ha. 3.23 luôn. Nếu mà sạc như thế này ba cái lượng rất là nóng cái cục sạc các bạn ha. Thì chúng ta làm sao cho nó đáp ứng đủ ha. Thấp hơn 3.3 để cho cái duy trì cục sạc nó bền xíu. Xài hai cái thôi. Tại cái nó rút xuống nữa các bạn ha. Rút xuống kìa. Giờ cắm vô này nhảy lên không nha. Đó, ra nữa bạn, lên 3.3 đó ha. Đấy, lên 3.3 rồi đó. Đây là cái nó hiển hiển thị khá chuẩn đó mà ha. Hiển thị khá là chuẩn. Mình cắm vô cái bóp sạc mình lên nó lên được 3.3. 3.1. 3.2. 3.2 mấy? 3.2, 3.2 mấy? Cắm điện thoại thì nó nặng hơn cái bóp sạc. Rút bớt một cái đi. Rút bớt cái điện thoại này ra coi. Nó còn nhiêu? 2.9, 1.9 nha. Đây. Rồi, rút cái phone này coi còn nhiêu. 0.8. 0.8, 0.9. 0.8, chỗ sạc không là 0.8 mb. 0.88 mấy. Rút cái hết luôn nè, coi báo không? Rút qua hết thì không báo gì hết mà. Cái hôn không là nhiêu. iPhone là 0.2 nhẹ nha. 0.23 thôi. Chưa vô bạn ha. Chưa vô. Đấy, vô nè, 1.3. iPhone là sạc 1.3. Rồi, cái dòng iPhone hiện nay mà 1.3 là chuẩn các bạn nha. Hoặc là 1.5. Rồi. Test lại cái điện thoại mình đây. Cái điện thoại mình bây giờ mình sạc nhanh là mình dùng cái cáp sạc nhanh cáp 3 chấm nè. Coi coi nó đòi hỏi cái tiêu chuẩn là bao nhiêu ampere. Một chấm hai vậy là để sạc cái điện thoại mà có cái hỗ trợ sạc nhanh thì chúng ta dùng cái cốc mà 1.5 b là được các bạn nha. 1.5 b là sẽ hỗ trợ sạc nhanh chuẩn rồi, thì nó chiếm có 1.2 a thôi. Các bạn hạn chế dùng những cái cốc sạc mà 2.1 a nha. Mình lấy ví dụ cho bạn xem luôn để bạn biết tại sao mà nó lại như vậy. Đây mình ví dụ luôn ha, tại sao mình ví dụ cái này. Đây, tại vì mình dùng khá là nhiều cục đây, cái này có bị tuần xét là sạc nhanh nè các bạn nha. Thông tin thông số đây, thông số đây, đây thông số 2.1 a đây. Đây các bạn thấy không, 2.3 nè, 5V nè, 5V 2.3 nè ha. Đấy, những cái cấu sạc này sạc rất là nhanh nhưng mà rất là mau hư. À, rất là nhanh, rất là mau hư dù cho bạn xài sạc xịn của Samsung đi chăng nữa ha, xài thời gian cái nó hư rồi. Để phân biệt sạc xịn các bạn để ý nha ha, sạc xịn đó, là đây cái chấu này, cái chui cái phần lõi này nè, cái đồng nó phải bóng các bạn nha, bóng bóng cái này, cái lớp đồng, cái lớp này nó hơi nhạt nè, xài thời gian là nó bị rỉ sét. Cái cục sạc nó phải đáp ứng là nó hơi hơi nặng hơn cục bình thường, cục nào rất là nhẹ
mua giá tầm dưới 90.000 rồi đó, mấy cục đó xài mau hư lắm anh nha. Đừng có ham mà mấy cái loại mà rẻ rẻ, nhất là mấy cái chui mà chui dẹp rồi ha, cái đầu đầu dẹp á, mấy cái đầu dẹp mà cái loại chuyên cái loại xăm xăm này thôi nha, cực nhanh xăm xăm mà đầu dẹp á, mấy cái loại đó xài cũng không bền nữa. Rồi với lại cái âm ba các bạn coi cái nào mà nó hỗ trợ từng đối với 5DC nè, là 5V đó mà 2.23, chúng ta dùng cái nào 1.5 trở lại thôi. Rồi cái này 9V thì nó còn 1.67A. Rồi khi bạn sạc chúng ta nghe cái tiếng kêu trong này nè ha. Mới đầu thời gian sạc mới thì không nghe, nhưng mà cái sạc mà sạc xài thời gian nó nghe cái tiếng kêu rít 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 trọng á, nó nạp tốc độ cao, nó cần cái năng lượng nhiều mà cần cái nguồn điện nhiều á, nó nạp nhanh xài rất là mau hư. Rồi mình chia sẻ thêm, rồi mình chia sẻ thêm cái cốc sạc của Nokia chính hãng nè, hàng này hàng chính hãng luôn các bạn ha, các bạn thấy không? Có 1200 thôi, 1200 mAh sạc rất là nhanh luôn ha. Bạn nào mà có điều kiện tình cờ người ta mua được cái loại này micro USB ha, micro USB sạc này rất là nhanh, rất là cực kỳ nhanh mà rất là êm, không có nóng sạc nhiều ha, xài rất là êm. Nhưng mà báo trước với các bạn nha, xài thời gian nó cũng bị, nó cũng có hiện tượng nóng cục sạc, xài thời gian lâu á nóng cục sạc, rồi nó kêu cái những cái tiếng rít 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 ở trong cái cốc sạc á. Không, mình không biết là cái loại sạc nhanh là nó như vậy hay sao, mình không rành. Nhưng mà đối với iPhone mình thấy cũng bị, những cái cốc iPhone á mình thấy nó cũng sạc nhanh mà nó cũng bị, nó hiếm hiếm khi mình cũng chưa thấy nữa. Mình thử dùng cái Hanco cái cốc này coi, coi như thế nào mình báo với các bạn biết ha, để mình xài thời gian coi như thế nào. Một chấm mấy ampere, 1.2 ampere là đủ đủ để sạc nhanh nè các bạn ha. Như các bạn thấy đó nè, cái này là cáp cáp 3 chấm này nha, Galaxy S5 dùng cái cáp 3.0 này nó sạc vô chừng 2 tiếng đồng hồ là đầy pin 2800 mAh. Cái này còn đời 2015 nữa mà ha, ta không thể so sánh được những cái dòng máy hiện tại giờ. Thì đối với cái này là nó nhanh rồi đó. Rồi cái iPhone, rồi mình coi còn cái gì nữa không ta. Rồi cái cốc sạc iPhone thì nó khá là nặng các bạn nha, nếu mà hàng chuẩn hàng chính hãng á khá là nặng, chỉ số ampere này kia nó ghi dưới nè, cái này của mình nó cũ nè, nó rất là, ghi rất là chính xác, thông tin rất là chi tiết các bạn nha. Nó có hình quả táo nè. Các bạn nào mua hàng chính hãng thì chúng ta kiểm tra xem cái chỉ số ở dưới, chúng ta sẽ biết được. Rồi, mình sẽ dừng nhé. Nó cũng có nhiêu đây thôi. Rồi, chia sẻ với các bạn những cái món hàng kế tiếp thôi. Rồi, chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn video sau.